Chị trả lời cho Tống Sĩ Thiên Na. Thầy ơi, em biết chị Khánh thì mê hát lắm, không tiền chị ấy vẫn hát. Bởi vì thầy đầy chỉ bài à. Một cái show của thầy, một cái show của thầy 1.500 hai người. Thầy vừa mới điêu người ta xong 1.500 hai ngàn, cái bả lại bả nói hát free. À, tại vì cái đó chùa thờ. Thầy nói bà em giỡn hả? Ủa, ở nhà anh không nuôi con, anh không trả tiền nợ xe. Cái lúc đó cục hứng rồi. Lên sân khấu xong, trình diễn xong, thầy đang ngồi đưa bao thư gì nãy em nói em cho chùa, em cho nhà thờ rồi. Trời ơi, thầy giận quá, thầy nói thôi rồi lần sau tôi cũng dám đi chung với bà nữa đâu. Trời ơi, cô còn phải trả một cái cho bà payment nữa. Lần sau mỗi đứa mỗi nơi. Là tại vì chỉ một cái đĩa khác. Rồi có những chỗ mình hố là sao quý vị, thầy thẳng thầy nói lên lần sống quý vị. Khi mà mình tới mình lấy tiền ta, ai cũng trọng mình, mà không lấy tiền người ta chút xíu người ta đuổi mình. Trời ơi, cái vụ đó là Trưng Dương. Nhưng Trưng Dương thầy lấy 2.000 đô. Nhưng mà hát xong, chưa hát xong cái nắm quần thầy kéo anh đi xuống tắt nhạc đó. Chị làm gì đó, chị phải ban tổ chức không? Tôi mà tắt nhạc một cái là ở đây một cái vé cô vô ngạm đây 100, mà cái này 1.000 người. Trời ơi, người ta bán 60.000 đồng tiền vé một tục. Tôi mà xuống sân xấu là chị tái mặt. Có nghĩa là gì quý vị? Khi mà mình là một cái ca sĩ, mình nhạc sĩ sới, người ta đuổi mình xuống sân khấu. Tại vì mình quên là mình, ban tổ chức không quên là mình là cái người lấy tiền tới tất cả những ca sĩ khác thôi. Thật ra thầy trả lời câu em rất là dễ, nhưng mà chút nữa thầy khuyến khích chị là hát tặng cho em nha. Rồi bây giờ còn một bài nữa là mình chấm dứt bên trong, nó hơi ồn chút xíu quý vị, ráng thông cảm nha. Cũng một bài sáng tác của thầy, thầy gài vô là tại vì quý vị biết không, khi mình hát một bài bài mà thầy thường hát cho em tập nhạc chủ nhật nay đó, khi nào là cái bài Ngựa Hoang. Rồi bữa nay thầy có hai con ngựa, con ngựa bên trái là lúc mà thầy còn trẻ thì rất là ngựa, con ngựa bên đây nữa là cũng ngựa nè, ngựa cộng ngựa ra con mèo. Trời ơi, thầy bói nói trời ơi, tánh mày hay, vợ mày nói mày ngựa, tao thấy mày rất là đàng hoàng dễ thương, nói thiệt thầy ơi, tánh em ngựa lắm. À, tại vì em không bao giờ đi chịu về nhà hết, bởi vì bữa mà như giờ tôi già cả rồi. Hay ông thầy nói thôi giờ về con không khuyên vợ con hay khuyên bất cứ người nào, tuổi con mèo không phải là con mèo, tuổi con chuột không phải là mèo chuột, tuổi dê không phải là dê, nhưng mà tuổi con ngựa thì con cứ nói, đại khái nói là thầy chim tinh gia nói là con ngựa cộng ngựa ra con mèo. Rồi sau đây xin mời quý vị nghe một nhạc phẩm kích động, mà kích động là kích động nhạc chứ không phải là kích động quý vị đi làm cái chuyện gì bậy bạ trong mùa corona ở nhà riêng cho tôi. Rồi thầy chào anh trẻ Ba Lực là ba của Trúc. Hồi nãy chương trình thành công, chương trình này con cháu nó lên được 200 mấy, bây giờ Khánh thì lên không nổi 100, mà bây giờ cháu còn lên hơn Khánh thì nữa. Sau đây xin mời vị thưởng thức nhạc phẩm bà con ơi, làng sớm ơi, giúp bà tôi cho bò ăn thịt nó lộn lộn. Tại vì ngựa quá thì bà con sớm quậy quá, bà con sớm thì không nổi. Quý vị, đây là nhạc phẩm Ngựa Hoang, xin mời quý vị nghe dòng nhạc Ngựa Hoang. Nghe xong là phải kích động quý vị. We'll be right back.
Rơi xuống ngót quất tình, ta
đây gần xa tuyệt vời. Và rồi mưa không đâu anh nghe lời, nhớ nhung tương lai xa vắng. Ngày ta còn chung người ta vì ta nên đã lỡ yêu nhau. Tình yêu xưa không chung. Mà cái người hàng xóm đối diện là cái người tố cáo mình.